Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài số 8. Tính chất ba đường cao của tam giác. Với hoạt động mở đầu của chúng ta là một câu hỏi: làm thế nào để tính khoảng cách từ mỗi đỉnh đến cạnh đối diện của một tam giác? Chúng ta đã được tìm hiểu về đường cao ở trong về cái phần khoảng cách trong phần đường xiên và hình chiếu rồi, đúng không nhỉ? Đường xiên và đường vuông góc, cô xin lỗi. Vậy thì đường vuông góc chính là khoảng cách từ điểm cho đến cái cạnh đối diện. Đó. Vậy thì đấy chính là cái khoảng cách từ đỉnh đến cạnh đối diện của tam giác. Vậy thì cái khoảng cách đấy sẽ được tính như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Với phần 1 nhỏ, đường cao của tam giác. Hoạt động khám phá số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Em hãy vẽ một tam giác ABC trên giấy, sau đó dùng EK vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh đối diện AC của tam giác. Ngoài EK ra thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng thước thẳng luôn. EK thì nó sẽ có cái phần vuông góc này thì thước thẳng cũng sẽ có, đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ vẽ một tam giác ABC trên giấy này. Vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh đối diện AC. Được chưa nào? Thì đây chính là đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh đối diện. Vậy thì cái đoạn thẳng vuông góc kể từ một đỉnh của một tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó, đúng không nhỉ? Vậy thì với hình này chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được các cái đường cao còn lại. Ngoài việc sử dụng cái góc kia, chúng ta còn có thể sử dụng các cái phần gạch dài trong các cái số mà trong thước kẻ dài đã có, đúng không nào? Giống như việc chúng ta vẽ đường cao, vẽ các cái đường vuông góc đó, nó trùng với cả cái phần gạch kẻ đường kẻ dài đấy, được chưa? Vậy đây chính là ba đường cao của chúng ta. Đấy là với tam giác nhọn. Còn tam giác tù đấy, các bạn lưu ý rằng là cái đường cao này nó còn có thể nằm ở ngoài đó. Ví dụ số 1 đấy, trong hình số 1 thì BD là đường cao của tam giác ABC. Đôi khi ta còn nói là đường thẳng BD này là đường cao của tam giác ABC. Đấy. Rồi chú ý, mỗi tam giác của chúng ta thì có 3 đường cao. Nó cũng giống như là đường trung trực và đường trung tuyến mà chúng ta học trong hai bài trước đó, đúng không nhỉ? Bài thực hành 1 là vẽ các đường cao AH đây, cô vừa vẽ này, BK này và CE. Được chưa nhỉ? Bài vận dụng số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh B của tam giác vuông ABC. Rồi. Vậy từ vuông góc này, vậy khi chúng ta đặt EK thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị trí vuông góc nó chính là đoạn BA luôn, đúng không nhỉ? Đấy, xuất phát từ đỉnh S của tam giác tù. Tam giác tù thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta đặt cái EK này thì cái đường vuông góc này của chúng ta nó sẽ nằm ở bên ngoài. Vậy chúng ta sẽ cần phải kéo dài cái đường DE của chúng ta ra thì chúng ta mới có thể vẽ được cái đường cao, đúng không nhỉ? Đó. Sau đấy chúng ta đặt thước và chúng ta sẽ được đường cao. Ok chưa nào? Đó, thì đấy chính là bài vận dụng số 1 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần số 2, đấy là tính chất ba đường cao của tam giác. Với hoạt động khám phá số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Vẽ một tam giác rồi dùng EK vẽ ba đường cao của tam giác ấy. Hãy quan sát và cho biết các đường cao vừa vẽ được có cùng đi qua một điểm hay không. Thì ở trên này chúng ta đã thực hiện việc vẽ ba đường cao rồi. Và quan sát thì thấy rằng là ba đường cao này sẽ cùng đi qua một điểm, đúng không nhỉ? Quan sát ta thấy rằng là ba đường cao cùng đi qua một điểm. Được chưa nào? Ba đường cao cùng đi qua một điểm. Đó. Vậy thì chúng ta có thể thừa nhận được tính chất sau đây của ba đường cao. Đấy là
ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Nó cũng giống như với đường trung trực và đường trung tuyến, được chưa nào? Chúng ta có ví dụ số 2, đấy là trong hình số 4, ba đường cao AD, BE và CF của tam giác ABC cùng đi qua điểm H. Thì chúng ta sẽ có chú ý sau đây, đấy là ta nói rằng là ba đường cao AD, BE và CF đồng quy tại H. Đó, đồng quy tức là ba cái đường này cùng đi qua một điểm. Điểm H thì được gọi là trực tâm của tam giác ABC. Giao điểm của ba đường trung tuyến gọi là trọng tâm, thì giao điểm của ba đường cao sẽ gọi là trực tâm, được không nào? Tam giác nhọn thì có trực tâm nằm bên trong, giống như hình A, đấy là tam giác nhọn. Tam giác vuông thì có trực tâm thì trùng với đỉnh của góc vuông luôn, đỉnh của trùng với cái đỉnh góc vuông, đúng không nhỉ? Còn tam giác tù thì có trực tâm nằm bên ngoài tam giác. Đó, các bạn lưu ý, hoàn toàn có thể vẽ lại ba cái hình này vào trong vở, được không nhỉ? Chúng ta cùng nhau đến với bài thực hành số 2. Cho tam giác LMN có hai đường cao LP và MQ cắt nhau tại S. Đây chính là hình của chúng ta. Chứng minh rằng NS cũng sẽ vuông góc với cả ML, được không nào? NF vuông góc với cả ML. Thì chúng ta sẽ có ở đây là gì? Ta có là MQ giao với cả LP tại điểm S. Từ đây ta suy ra được S này nó chính là trực tâm. Trực tâm của tam giác LMN. Vậy suy ra được là NS sẽ vuông góc với LM, được không nhỉ? Đấy, tại vì là khi mà nó là trực tâm rồi thì ba cái đường cao đấy nó sẽ cùng cắt nhau tại S. Vậy thì NS nó bắt buộc phải là đường cao của một cái đường cao xuất phát từ đỉnh N của tam giác LMN thôi, đúng không nào? Đó, thì đấy chính là bài thực hành số 2 của chúng ta. Rồi, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài vận dụng số 2. Bài vận dụng số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC có 3 đường cao là AD, BE, CF. Đấy, đồng quy tại trực tâm H, tìm trực tâm của các tam giác HBC, HAC và HAB và HAC. Đây, nó cũng chính là cái hình số 4 của chúng ta luôn đấy. HAB, HAC và HAD, được không nhỉ? Vậy thì bài này chúng ta sẽ cần phải vẽ hình ra này. HBC, HBC. Rồi, chúng ta nhìn nhé. Đầu tiên đấy là với tam giác HBC. Tam giác HBC này của chúng ta thì chúng ta sẽ có rằng là các cái đường cao chính là đường nào nhỉ? Có này, HD này vuông góc với BC này, BF vuông góc với HC này, CE vuông góc với cả HB này. Đấy, vậy thì H suy ra được là HD, BE, C, BF, CE là ba đường cao của tam giác BHC. Vậy thì ta có này, HD, BF và CE thì cắt nhau tại A, đúng không nhỉ? Tại A, suy ra được là A này nó chính là trực tâm của tam giác HBC. Đó, và hoàn toàn tương tự thì chúng ta có thể chỉ ra được gì đây? Với tam giác HAC có này, HAC ta có là HE vuông góc với AC này, đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng ta có là AF vuông góc với HC. Tiếp đến chúng ta có CD vuông góc với CD thì vuông góc với HA. Suy ra được là HE, AF và CD là ba đường cao của tam giác HAC mà HE, AF, CD cắt nhau tại B, đúng không nào? Nên ta suy ra được là B này nó sẽ là trực tâm của tam giác HAC. Đó, tiếp theo đấy là đối với tam giác H,
AB với tam giác HAB thì ta có ở đây là HF này, đúng không nào? AE này, BD này là ba đường cao. Đấy, mà HF, AE, BD cắt nhau tại C, nên ta suy ra được C này chính là trực tâm của tam giác HAB. Được chưa nào? Thì đấy chính là bài vận dụng số 2 của chúng ta. Vừa rồi thì cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết trong phần tính chất về ba đường cao của một tam giác. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập trong bài ngày hôm nay. Bài tập số 1 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm H thuộc cạnh AB, vẽ HM vuông góc với BC tại M, tia MH. Rồi chúng ta sẽ vừa vẽ hình và vừa đọc đề luôn nhé. Tam giác ABC thì vuông tại A. H thuộc vào cạnh AB. Vẽ HM vuông góc với BC. Tại M, MH cách CA tại N. Chứng minh CH vuông góc với NB. Rồi, được không nào? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ xét tam giác BNC. Ta có này, đầu tiên đấy là BA thì vuông góc với CN, đúng không nào? NM vuông góc với cả BC. Vậy ta suy ra được là BA, NC, NM là hai đường cao của tam giác BNC mà BA giao với cả NM tại điểm H, nên ta suy ra được là H nó chính là trực tâm của tam giác BNC. Vậy thì suy ra được là CH này nó sẽ phải vuông góc với BN. Vậy đây chính là điều mà chúng ta cần phải chứng minh. Được chưa nào? Thì đấy chính là bài tập số 1. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Cho tam giác ABC cũng vuông tại A này. Trên tia BA lấy điểm M sao cho BM bằng với BC. BA lấy điểm M sao cho BM bằng với BC. BC ở đây của chúng ta là bằng khoảng 8,2 cm. Vì M này nó sẽ phải xuống dưới một chút, đúng không nào? Đây. Tia phân giác của góc B cắt AC tại H. Tia phân giác của góc B. Vậy thì chúng ta phải dùng thước đo góc để đo xem góc này bằng bao nhiêu độ. Góc này của chúng ta sẽ là khoảng 57 độ, đúng không nào? 57 độ với của cô thì nó sẽ khoảng là 25 là 50 độ này, thêm 7 độ nữa là 3,5 này. Đây, vị trí này. Nối này, cắt BC, tia phân giác của góc B, cắt AC tại H. Chứng minh là MH vuông góc với cả BC.
Đó. Để xem nào. Rồi. Tia phân giác vậy chúng ta có góc B1 bằng góc B2, vậy có BH là phân giác, cô viết tắt chữ phân giác của góc B. Thì ta suy ra được là góc B1 sẽ bằng với góc B2. Ta đang cần chứng minh là MH vuông góc với BC, gọi đây là E đi. Gọi E này là giao điểm của MH và BC, được không nào? Đấy. Vậy để chứng minh cái này vuông góc thì chúng ta có thể làm theo cách nào? Chúng ta có thể xét tam giác, đúng không nào? Xét tam giác BAC và tam giác BEM ta có này. Đầu tiên đấy là góc B chung. BM bằng với cả BC, đúng không nào? BM bằng với cả BC. Đấy. Nhưng mà chúng ta mới chỉ có hai cái trường hợp này thôi. Bây giờ chúng ta cần phải chỉ ra thêm hai cạnh bằng nhau nữa. Đấy. Hai cạnh bằng nhau thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây thì chúng ta còn cái gì nữa không? BC bằng với BM đấy, đề bài cho rồi đúng không nhỉ? Đó. Phân giác này. Góc B chung này, hai cạnh lớn này bằng nhau, chúng ta có thể chứng minh hai cạnh nhỏ bằng nhau không nào? Hai cạnh nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng tam giác nào? Đây chúng ta sẽ sử dụng tam giác BHA với cả tam giác phân giác này thì có thể chỉ ra được đây là bài số 2 đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ có là BH chung này. Đấy. BH phân giác chúng ta chưa sử dụng đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có cái tam giác nào có liên quan đến cái phân giác đấy? Đấy là tam giác MBH và tam giác CBH. Chúng ta chứng minh riêng ra ngoài nhé. Xét tam giác MBH và tam giác CBH thì chúng ta có là BH chung này. Góc B1 bằng với cả góc B2 này. BM thì bằng với cả BC này. Đúng không nào? Vậy từ đây chúng ta suy được tam giác MBH bằng tam giác CBH. Đó. Vậy thì khi mà hai cái tam giác này bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được đấy là MBH và N và MBH và CBH, chúng ta có thể suy ra được đấy là cạnh gì đây? Cạnh MH bằng với cả cạnh CH. Đây là hai cạnh tương ứng đúng không nào? Đấy, hai cạnh tương ứng. Rồi, sau khi có hai cạnh này bằng nhau rồi thì chúng ta có thể suy được cái gì nữa? Hai cạnh này bằng nhau, vậy thì hai tam giác này của chúng ta thì chúng ta sẽ có là ở đây chúng ta ngoài cái cạnh này ra chúng ta còn có thể suy ra được là góc M. Góc M bằng với cả góc C. Đúng không nào? Đấy, góc M bằng góc C. Đó. Thế mà chúng ta có này. Ở đây chúng ta bỏ ở đây nhá. Góc M của chúng ta bằng góc C rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô là cô sẽ xét cái tam giác AMH. Cô gọi góc này góc H1, góc này góc A2, A1, H2, được không nào? Cô sẽ có là góc M1 cộng với góc A2 cộng với cả góc H1 thì bằng 180 độ. Được chưa? Bằng 180 độ. Tương đương với góc M1 cộng với góc H1 này sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A2. Thì ở đây nó chính là góc A1 luôn và bằng 90 độ. Tại vì góc A1 cộng góc A2 bằng 90 độ, bằng 180. Tức là góc A1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A2. Đó. Tiếp theo chúng ta xét cái tam giác HEC ta có này. Gọi là góc E1, E2 nhé. Chúng ta sẽ có ở đây đấy là góc E1 cộng với góc H2 cộng với cả góc C bằng 180 độ, tương đương với góc E1 của chúng ta sẽ bằng 180 độ trừ đi góc H2 trừ đi góc C, đúng không nào?
Đấy. Tương đương với 180 độ trừ đi góc H2 thì chính là góc H1 này. Góc C này chính là góc M1 này. Đấy. Vậy thì ở đây sẽ được là 180 độ trừ đi góc H1 cộng với cả góc M1. H1 cộng M1 thì bằng 90 độ. Vậy 180 trừ 90 sẽ là 90 độ. Mà ở đây chúng ta có là góc E2 cộng với góc E1 thì bằng 180 độ. Tương đương với góc E2 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc E1. Tức là ra 90 độ rồi, đúng không nhỉ? Đó, vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được là MH này sẽ vuông góc với cả BC. Thì đấy chính là bài tập số 2 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Các bạn lưu ý là vuông cân nhé. Này bằng 4 này. Được chưa nhỉ? E là điểm thuộc cạnh AC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD bằng với AE. AE ở đây cô lấy là bằng khoảng 2,6. Đây chính là D. Chứng minh rằng DE vuông góc với BC. Được chưa? Chứng minh DE vuông góc với BC. Đấy. Để chứng minh được DE vuông góc với BC thì chúng ta sẽ cần phải chỉ ra được cái góc này, gọi Y đi. Gọi Y nó là giao điểm của DE và BC, đúng không nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cần chứng minh nó bằng 90 độ, góc Y này sẽ bằng 90 độ. Rồi để chứng minh góc Y này bằng 90 độ thì chúng ta sẽ cần sử dụng những cái gì? Đề bài cho chúng ta tam giác vuông cân, đúng không nhỉ? Tam giác ABC là tam giác vuông cân. Vậy thì chúng ta có thể suy ra được là góc B sẽ bằng góc C và bằng 45 độ, đúng không nào? Góc B bằng góc C bằng 45 độ. Tiếp theo chúng ta xét tam giác ADE thì ta có này. AE bằng với AD, cái này là giả thiết đề bài cho. A1 A2, góc A1 cộng góc A2 thì bằng 180 độ. Vậy thì tương đương với góc A2 này sẽ bằng 180 độ trừ đi 90 độ là góc A1 và ra 90 độ. Vậy suy ra được là tam giác ADE này cũng là tam giác vuông cân, đúng không nhỉ? Vậy thì cô sẽ gọi đây góc E1, góc E2. Góc E1 bằng với cả góc D sẽ bằng 45 độ. Mà góc E1 thì bằng góc E2 bằng 45 độ. Ở đây là hai góc đối đỉnh, đúng không nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác EIC. Ta có, cô sẽ gọi đây góc I1. Góc I1 cộng góc E2 cộng với góc C bằng 180 độ. Tương đương với góc I1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc E2 trừ đi góc C và bằng 180 độ trừ đi 45 độ trừ đi 45 độ. Được không nào? Và chúng ta sẽ ra được ở đây là 90 độ. Vậy khi mà góc Y1 này bằng 90 độ thì chúng ta sẽ suy ra được là DI vuông góc với BC hay DE vuông góc với cả BC. Được không nào? Đó. Thì đấy chính là ý A của chúng ta. Ý B. Chứng minh BE vuông góc với cả DC. BE
Vậy cái này vừa chứng minh vuông góc rồi, cô sẽ ký hiệu vào nhé. BE vuông góc với cả DC. Được chưa? Rồi, vậy rất là dễ này, chúng ta quan sát thấy này. Xét tam giác ABDC ta có DI vuông góc với BC, CA vuông góc với cả BD, đúng không nào? Đấy, mà CA giao với cả DI tại điểm E, nên từ ba điểm này chúng ta suy ra được E này nó chính là trực tâm của tam giác BDC. Được chưa nào? Vậy suy ra được đấy là BE sẽ vuông góc với cả DC. Và đấy chính là bài tập số 3 của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài số 4. Bài số 4 của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác nhọn ABC có 3 đường cao AD, BE và CF. Biết là AD bằng B bằng CF, chứng minh tam giác ABC đều. Đó. Vậy thì với cái bài này các bạn có thể vẽ ngược lại, tức là chúng ta vẽ tam giác đều trước. Được không nào? Vẽ tam giác đều trước. Sau đây chúng ta có tam giác ABC này, vẽ 3 đường cao AD, BE và CF. Đó. Chứng minh tam giác ABC đều. Vậy đi, để chứng minh tam giác này đều thì chúng ta sẽ cần phải chứng minh các cái ba cạnh này bằng nhau, đúng không nào? Chứng minh ba cạnh này bằng nhau. Vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ chứng minh cạnh AB bằng với cạnh AC trước đi, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ xét cái tam giác ABE và tam giác ACF ta có này. Đấy, đầu tiên đấy là góc A chung này. Được không nào? Góc A chung. Tiếp theo đấy là chúng ta có là góc F bằng với góc E bằng 90 độ. Được không nhỉ? Góc F bằng góc E bằng 90 độ. Tiếp theo đấy là chúng ta có BE bằng với cả CF. Cái này là giả thiết. Từ đây ta suy ra được tam giác ABE bằng tam giác ACF theo trường hợp là cạnh góc vuông và góc nhọn bằng nhau. Đúng không nhỉ? Cạnh góc vuông, góc nhọn. Hoặc là các bạn có thể chỉ ra theo trường hợp là góc cạnh góc đều được. Rồi, vậy có hai tam giác này bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ suy ra được là cạnh AB bằng với cả cạnh AC. Tương tự như vậy thì cô sẽ xét tam giác ABD và tam giác CBF ta có, đấy là góc F bằng với góc D bằng 90 độ. Góc B chung, đúng không nào? CF bằng với cả BE. Đó. Vậy từ đây ta suy ra được tam giác ABD bằng với tam giác CBF theo trường hợp là cạnh góc vuông và góc nhọn. Rồi, có hai tam giác này bằng nhau rồi, chúng ta sẽ suy ra được đấy là cạnh AB bằng với cả cạnh BC. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra AB bằng AC bằng với BC. Vậy là tam giác ABC này sẽ là tam giác đều. Được chưa nào? Thì đấy chính là bài tập số 4 của chúng ta. Vừa rồi thì cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết cũng như bài tập trong bài số 8, tính chất về 3 đường cao của tam giác. Để xem thêm lời giải của các bài tập khác, các em hãy truy cập vào trang web lời giải hay.com nhé. Chúc các em học tốt.